Đây là bộ đồ chơi con khủng long đại trứng này. Đây, dành cho trẻ em. Từ nha, đây. Mắt này, chân này. Khủng long này vừa đi được, này vừa đẻ trứng. Đuôi này, đuôi có thể tháo rời. Đây, tháo rời, mua về tháo rời, lắp rồi. Đây, tháo rời ra. Đấy, lắp vào. Đấy, khủng long to chưa? Đấy, đâu cũng tháo được. Đấy, đâu, đấy. Lò xo gắn điện, gắn vào nào. Gắn lò xo vào nào. Chặt vào. Đó, rồi đây. Quan. Em mở chỗ bỏ trứng này, đây là chỗ bỏ trứng vào này. Đúng không? Đây là quả trứng này. Trứng có khủng khủng long con trong này này, đúng không? Đúng. Ừ, chỗ bỏ pin đâu? Đây. Ừ, đây chỗ bỏ pin này. Đây. Bỏ pin này. Ồ rất đâu rồi. Đây mở ra. Đây, ba cục pin đúng không? Công tắc cho khủng long chạy đúng không? Ừ, rồi lắp lắp vào nào. Vào nào. Rồi sẽ lắp ô pin xuống pin này. Vào. Đó, rồi. Lắp đầu vào đi. Lắp chặt vào. Rồi chặt vào. Rồi. Ồ, chặt tay à? Đau không? Đau. Hình Tám bò trứng vào nè. Bò trứng vào cho khủng long đẻ nó xem nè. Ừ, bò trứng vào nè. Trứng vào nè. Bò trứng vào đi. Bỏ một lên 3 quả thôi nha. À, 3 quả rồi đây là để sao nè. Xong rồi. Bật đi cho khủng long đẻ vào nào. Hả? Bật đâu. Đúng rồi, nó có đèn sáng đấy. Nó thiếu ra này. À, nó còn đấy. Mặt sáng chưa? Dạ. Đẻ một quả ra. Đẻ như này. Rồi đẻ nè. Đẻ nè. Đẻ trứng nào. Rồi hai quả đây đấy. Đẻ trứng đây. Thôi đẻ luôn. Ôi không đẻ đâu rồi. Ôi không đẻ em Nam. Ôi không đẻ đâu mày. Không đẻ nữa rồi. Không trứng này bỏ cái pin lên mắt thôi. Trứng này mắt ơi. Ôi xong rồi trứng này mắt ơi. Đây nào thế nào. Đẻ thôi đó. Một quả đấy. Đấy đóng cửa lại tí rồi đi đẻ tiếp. Đẻ thế nào. Đẻ thế nào. Đấy có đẻ đấy. Đấy chưa. Nhơi. Anh không, không đẻ đâu. Đắt gì à? Rồi đắt đi, bỏ trứng vào tiếp nào. Đẩy cửa chưa? Con gỡ trứng nữa. Rồi bỏ thêm bỏ thêm bao quả trứng này cho đẻ lên nữa nào. Cho mấy bạn xem với nào. Đúng chưa? Đúng không? Ba quả đúng không? Đấy, mình đang bạn đang cho trứng vào đấy. Ừ, rồi, bắt tay lên cái nào. Ừ. Đó, đèn đẹp chưa? Đèn này hình con khủng long mè đấy. Đó. Sáng được luôn. Ồ, một quá. Ừ. À, khủng long là trứng. Đèn nào. Đấy, quả thứ hai nào. Đấy, quả nó đi ngược ra. Đây này thôi. Đấy, chúng mình lại quả thứ ba này. Đấy. Sáng rồi, thấy chưa? Làm sao này? Cho bàn đèn nữa à? Cho bàn đèn nữa à? Cho nè. Không cho nữa. Được không? Cho khủng long đèn nữa à? Khủng long đi ăn. Đi ăn à? Ăn gì đây? Ăn gì đây? Ăn gì đây?
Anh Việt Nam rồi xong. Đúng rồi, lắp con nào. Đấy, khủng long đẹp không? Quá đẹp đúng không? Đấy, có bốn chân này, di chuyển được này, có đèn này đúng không? Ừ. Thì thôi nha. Đi đâu ơi?